Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay thứ tư ngày 15 tháng 10 năm 2014 của Đài Phát thanh Truyền Quảng Bình. Trong chương trình thời sự tối nay có những nội dung chính như sau. Đại hội thi đua yêu nước cựu chiến binh gương mẫu lần thứ 5 giai đoạn 2014-2020 và đón nhận huân chương độc lập hạng 3. Đồng Hới sơ kết một năm thực hiện mô hình dân vận khéo trong lĩnh vực đảm bảo an ninh trật tự. Đoàn Kinh tế Quốc phòng 79 hỗ trợ bò sống cho đồng bào dân tộc ở huyện Lệ Thủy. Trường Trung cấp Y tế Quảng Bình chủ trọng nâng cao chất lượng dạy và học. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 15 tháng 10, Hội cựu chiến binh tỉnh Quảng Bình đã long trọng tổ chức Đại hội thi đua yêu nước cựu chiến binh gương mẫu lần thứ 5 giai đoạn 2014-2020, kỷ niệm 25 năm thành lập Hội cựu chiến binh Việt Nam và đón nhận huân chương độc lập hạng 3. Sự đại hội về phía tỉnh Quảng Bình có đồng chí Lương Ngọc Bính, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, Ủy viên Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các bà mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Hội cựu chiến binh Quảng Bình qua các thời kỳ và đại diện lãnh đạo các sở ban ngành, lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Về phía Trung ương Hội cựu chiến binh Việt Nam có Trung tướng Nguyễn Văn Đào, Phó Chủ tịch Trung ương Hội cựu chiến binh Việt Nam. Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thi đua là yêu nước thì phải thi đua. Phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu của Hội cựu chiến binh tỉnh Quảng Bình đã trở thành phong trào hành động cách mạng sôi nổi rộng khắp có chiều sâu, thực sự tạo động lực khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần sáng tạo và những phẩm chất truyền thống tốt đẹp của bộ đội Cụ Hồ trong các thế hệ cựu chiến binh. Đại hội thi đua yêu nước cựu chiến binh gương mẫu lần thứ 5 chính là dịp để tổng kết lại những thành tích đạt được trong phong trào thi đua yêu nước của cả cấp hội cựu chiến binh trong tỉnh và đề ra những phương hướng chỉ tiêu nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn tiếp theo. Đại hội thi đua yêu nước cựu chiến binh toàn tỉnh lần thứ 5 là sự kiện quan trọng, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cả cấp hội và hội viên nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước cựu chiến binh gương mẫu phát triển lên một tầm cao mới, đưa phong trào thi đua phát triển mạnh mẽ, thiết thực, hiệu quả trở thành động lực quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của hội, khơi dậy niềm tự hào, phấn khởi, động viên cổ vũ các thế hệ cựu chiến binh trong tỉnh tiếp tục phát huy bản chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ, góp phần cùng với Đảng bộ, nhân dân toàn tỉnh quyết tâm xây dựng Quảng Bình phát triển nhanh và bền vững. Từ đại hội thi đua yêu nước cựu chiến binh gương mẫu lần thứ tư đến nay, cả cấp hội cựu chiến binh trong tỉnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, phối hợp chặt chẽ với mặt trận và các đoàn thể nhân dân triển khai sâu rộng, khả toàn diện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước với nội dung, hình thức phong phú, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên tham gia và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Phong trào thi đua yêu nước cựu chiến binh gương mẫu đã tạo động lực thúc đẩy cựu chiến binh thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là góp phần xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là ở cơ sở. Điểm nổi bật là cả cấp hội đã động viên cựu chiến binh tích cực tham gia xây dựng quy chế dân chủ ở cơ sở, thể hiện vai trò gương mẫu nòng cốt trong việc thực hiện các quy ước, hương ước, nếp sống văn hóa trên địa bàn dân cư. Phong trào thi đua giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và chăm lo lợi ích hợp pháp của cựu chiến binh đã được nhiều kết quả tích cực. Đến nay, số doanh nghiệp vừa và nhỏ giữa hội viên cựu chiến binh làm chủ có vốn đầu tư từ 10 tỷ đến 50 tỷ đồng ngày càng tăng. Từ phong trào thi đua xóa đói giảm nghèo, làm giàu hợp pháp đã góp phần nâng cao đời sống của nhiều gia đình hội viên. Đến nay, trong cựu chiến binh toàn tỉnh đã xóa hết hộ đói, tỷ lệ hộ nghèo còn 6,35%, giảm 3% so với năm 2009. Hộ khá và giàu tăng lên 55%. Bên cạnh đó, phong trào thi đua đã góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực tự cường cho thế hệ trẻ. Từ những kết quả đã đạt được trong phong trào thi đua, Hội cựu chiến binh tỉnh Quảng Bình tiếp tục đề ra mục tiêu, kế hoạch hoạt động cụ thể. Thông qua phong trào thi đua yêu nước cựu chiến binh gương mẫu, tiếp tục vận động các thế hệ cựu chiến binh phát huy bản chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ, trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa và bảo vệ nhân dân, nâng cao tinh thần tự lực tự cường, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo nhanh và bền vững, làm giàu chính đáng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cựu chiến binh, đổi mới và nâng cao hơn nữa nội dung, hình thức, hiệu quả hoạt động thi đua và công tác khen thưởng, xây dựng tổ chức hội trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp
góp phần phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn của tỉnh nhà. Phấn đấu 100% hội viên kiên định vững vàng về chính trị tư tưởng, tích cực tham gia học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật nhà nước, có phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch lành mạnh, gương mẫu chấp hành các chủ trương chính sách pháp luật của Đảng, của nhà nước và địa phương. Hàng năm có từ 98% trở lên tổ chức cơ sở hội đạt trong sạch vững mạnh, trong đó có 35-40% đạt trong sạch vững mạnh xuất sắc, 98% trở lên hội viên gương mẫu, gia đình hội viên cựu chiến binh đạt gia đình văn hóa, vận động phát triển hội viên đạt 97% trở lên, cán bộ hội viên không vi phạm kỷ luật, pháp luật và mắc các tệ nạn xã hội. Mỗi năm giảm hộ nghèo từ 3.5-4%, hoàn thành cơ bản xóa nhà tạm, tích cực phát triển quỹ hội, phấn đấu bình quân từ 500.000 đồng một hội viên trở lên. 100% tổ chức hội và hội viên có chuyển biến về ý thức, trách nhiệm và kết quả thực hiện phong trào thi đua, phối hợp thực hiện tốt các chương trình đã ký kết, nâng cao trách nhiệm giáo dục thế hệ trẻ, phấn đấu nơi nào có chi hội cựu chiến binh, nơi đó không có chi đoàn thanh niên yếu. Chất lượng, hiệu quả và sức lan tỏa của các phong trào thi đua yêu nước trong các cấp hội cựu chiến binh trong 5 năm qua đã góp phần quan trọng vào thành quả chung của toàn tỉnh. Ghi nhận những kết quả đạt được của hội cựu chiến binh tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lương Ngọc Bình đã biểu dương nỗ lực của các cấp hội cựu chiến binh trong việc thực hiện phong trào thi đua yêu nước, cựu chiến binh gương mẫu. Đồng chí nhấn mạnh, các cấp hội cần tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về phong trào thi đua yêu nước, đường lối chủ trương của Đảng về công tác thi đua khen thưởng, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn mới, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chú trọng đưa việc làm theo tấm gương của Bác thành việc làm tự giác, thường xuyên, có nền nếp trong các tổ chức hội và hội viên cựu chiến binh toàn tỉnh. Các cấp hội cần tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu, phong trào cựu chiến binh giúp nhau phát triển kinh tế, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của cựu chiến binh, quyết tâm giảm nghèo nhanh và phát triển bền vững, cổ vũ động viên các đơn vị cá nhân cựu chiến binh tham gia sản xuất kinh doanh, đi đầu gương mẫu giúp đỡ các cựu chiến binh làm kinh tế, giải quyết việc làm cho cựu chiến binh, cựu quân nhân và con em của họ để góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Các cấp hội cần phối hợp chặt chẽ với đoàn thanh niên và các đoàn thể chính trị xã hội để tích cực giáo dục truyền thống yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, phát huy chủ nghĩa anh cách mạng trong thế hệ trẻ, đồng thời chú trọng việc giáo dục đạo đức lối sống, ý thức chấp hành pháp luật, nghĩa vụ của thanh thiếu niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, thường xuyên chăm lo xây dựng tổ chức hội trong sạch vững mạnh cả về chính trị tư tưởng và tổ chức, phát huy vai trò tích cực của hội trong các mặt của đời sống xã hội. Thưa ủy quyền của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí Lương Ngọc Bình đã trao huân chương độc lập hạng 3 cho Hội cựu chiến binh tỉnh Quảng Bình. Dịp này, 17 tập thể và cá nhân đã được nhận bằng khen của Trung ương Hội cựu chiến binh Việt Nam, 20 tập thể và cá nhân được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình, 26 tập thể và cá nhân được nhận bằng khen của Hội cựu chiến binh tỉnh. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu gồm 7 đồng chí tham dự đại hội thi đua yêu nước cựu chiến binh gương mẫu toàn quốc lần thứ 5 và kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Hội cựu chiến binh Việt Nam. Hôm nay ngày 15 tháng 10, Huyện ủy Quảng Ninh tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 22 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng Đảng quý 3 và 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ quý 4 năm 2014. Sự hội nghị có đồng chí Đinh Công Hải, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Quý 3 và 9 tháng đầu của năm 2014, Đảng bộ và nhân dân huyện Quảng Ninh đã nỗ lực khắc phục khó khăn, tiếp tục duy trì ổn định tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và công tác xây dựng Đảng trên địa bàn. Sản xuất vụ hè thu được đánh giá được mùa toàn diện với sản lượng đạt 14.967 tấn, tăng 5.119 tấn so với cùng kỳ. Tổng sản lượng lương thực cả năm đạt gần 51.000 tấn, đạt hơn 113% kế hoạch. Chăn nuôi phát triển mạnh về tổng đàn. Sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản đạt hơn 2.690 tấn, tăng 10.4% so với cùng kỳ. Công tác xây dựng cơ bản được tập trung đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện dự án mở rộng quốc lộ 1. 9 tháng đầu năm, thu ngân sách trên địa bàn đạt 42,6 tỷ đồng, đạt 84% dự toán. Về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay đã có xã Lương Ninh hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới. 6 xã đạt từ 13-15 tiêu chí. Tình hình văn hóa xã hội được quan tâm, quốc phòng an ninh được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng đạt hiệu quả tích cực trên tất cả các mặt.
Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện còn tồn tại một số vấn đề như tiến độ xây dựng nông thôn mới ở một số xã còn chậm, thu ngân sách chưa bền vững, tỷ lệ hộ nghèo, tỷ lệ sinh con thứ ba đang ở mức cao. Việc nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân còn thiếu kịp thời, công tác vận động quần chúng nhiều nơi còn thiếu thường xuyên. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quý 4 năm 2014. Ban chấp hành Đảng bộ huyện Quảng Trạch khóa 23 cũng vừa tổ chức phiên họp lần thứ 24 để đánh giá tình hình công tác xây dựng Đảng, kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm. 9 tháng của năm 2014, kinh tế huyện Quảng Trạch phát triển ổn định và có bước tăng trưởng, nhiều chỉ tiêu kinh tế vượt so với kế hoạch đề ra, lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, công tác xây dựng Đảng được chú trọng, công tác kiểm tra giám sát dân vận, hoạt động mặt trận, đoàn thể có nhiều chuyển biến tích cực. Những tháng còn lại của năm 2014, Quảng Trạch tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh. Tại phiên họp, Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã tổ chức lấy phiếu giới thiệu ứng cử, bầu bổ sung 3 ủy viên thường vụ huyện ủy và lấy phiếu tín nhiệm chỉ định bổ sung 5 ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện Quảng Trạch nhiệm kỳ 2010-2015. Hôm nay ngày 15 tháng 10, Ban dân vận Thành ủy, Công an thành phố Đồng Hới phối hợp tổ chức lễ kỷ niệm 84 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng và sơ kết một năm thực hiện chương trình phối hợp xây dựng mô hình dân vận khéo trong lĩnh vực đảm bảo an ninh trật tự. Đến dự có đồng chí Trần Công Thuật, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Hới, đại diện lãnh đạo Ban dân vận Tỉnh ủy. Nét nổi bật qua một năm thực hiện chương trình phối hợp giữa Ban dân vận và Công an thành phố Đồng Hới là đã phát huy sức mạnh tổng hợp toàn dân trong tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Các tổ chức đoàn thể địa phương đã xây dựng và thực hiện có hiệu quả 16 mô hình dân vận khéo trên lĩnh vực đảm bảo an ninh trật tự. Điển hình có mô hình tổ đoàn kết trên biển ở xã Bảo Ninh, dòng họ tự quản về an ninh trật tự ở xã Đức Ninh, mô hình thắp sáng đường quê của thành đoàn Đồng Hới. Phong trào thi đua dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới và chỉnh trang đô thị tiếp tục được phát huy, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị trên địa bàn. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bí thư Thành ủy Đồng Hới và Ban dân vận Tỉnh ủy đã biểu dương những kết quả đạt được trong thực hiện chương trình phối hợp, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Đó là Ban dân vận Thành ủy và Công an thành phố cần tập trung đổi mới nội dung, biện pháp thực hiện, xây dựng, củng cố và phát huy có hiệu quả chất lượng hoạt động của lực lượng quần chúng làm công tác giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở, nhân rộng các phong trào thi đua dân vận khéo và mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ. Phấn đấu hàng năm, toàn thành phố có trên 85% xã, phường, đơn vị, doanh nghiệp, trường học đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự. Tại huyện Bố Trạch, Ban dân vận huyện đã chọn thị trấn Nông Trường Việt Trung là đơn vị điểm tổ chức tọa đàm kỷ niệm 84 năm ngày dân vận của Đảng. Phát huy truyền thống của công tác dân vận trong những năm qua, Đảng bộ thị trấn Nông Trường Việt Trung đã phát huy hiệu quả công tác dân vận, kết hợp hài hòa giữa ý Đảng, lòng dân, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để xây dựng thị trấn Nông Trường Việt Trung vững mạnh toàn diện, góp phần cùng Đảng bộ huyện Bố Trạch hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ đề ra. Tại buổi lễ, các đại biểu đã được nghe nhiều tham luận của các ban ngành đoàn thể nhằm đóng góp tích cực cho công tác dân vận trong thời gian tới. Cũng trong dịp này, đồng chí Lương Hữu Tuấn, Bí thư Đảng bộ thị trấn Nông Trường Việt Trung đã được trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp dân vận. Thực hiện kế hoạch quy tập hai cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bản Lào trong mùa khô 2014-2015. Trước lúc đội quy tập mộ liệt sĩ 589 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình lên đường làm nhiệm vụ, đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo 1237 tỉnh Quảng Bình đã đến thăm động viên cán bộ chiến sĩ đơn vị. Đội 589 thuộc Phòng Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình được giao nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hai cốt liệt sĩ quân tình nguyện chuyên gia Việt Nam hy sinh trên địa bàn tỉnh Khăm Muộn, nước bản Lào và quy tập hai cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Mùa khô năm 2013-2014, bằng tình cảm trách nhiệm của đồng chí đồng đội đã ngã xuống, đội đã khắc phục mọi khó khăn tìm kiếm quy tập được 32 hài cốt liệt sĩ đưa về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ của tỉnh. Mùa khô năm 2014-2015, trên cơ sở nguồn tin và kết quả khảo sát, đội 589 sẽ chia thành hai hướng, phối hợp với cấp ủy chính quyền và tuyên truyền vận động nhân dân các bộ tộc Lào tiến hành tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ ở các huyện Bùa Lạp Pha, Say Bùa Thong, Ma Hàng Say, Thạc Khèng, Xê Băng Phay, đồng thời tổ chức lực lượng tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ các huyện phía tây tỉnh Quảng Bình.
Phát biểu giao nhiệm vụ cho cán bộ nhân viên đội 589, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Tiến Dũng yêu cầu cán bộ chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm tốt công tác dân vận, tích cực khai thác thông tin, tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ chặt chẽ, chủ đạo và đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Chiều hôm qua ngày 14 tháng 10, huyện ủy Tuyên Hóa đã tổ chức hội nghị quán triệt triển khai thực hiện chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị khóa 11 về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và của huyện về đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 cho đội ngũ cán bộ chủ chốt trong toàn huyện. Để tiến tới đại hội đảng bộ các cấp thành công và đạt kết quả tốt, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các đảng bộ, chi bộ cơ sở triển khai thực hiện đồng bộ các yêu cầu, chủ trương nêu trong chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị, các hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, của huyện về tổ chức đại hội. Quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ cần thực hiện cả bộ nội dung nêu trong chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị. Báo cáo của đảng bộ, chi bộ cần đánh giá đúng tình hình, ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, đề ra mục tiêu nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ trong nhiệm kỳ tới. Công tác nhân sự phải được tiến hành đúng quy định của Đảng, đảm bảo khách quan, chất lượng, có số lượng, cơ cấu hợp lý để lãnh đạo toàn diện. Trước đó, Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã quyết định thành lập các tiểu ban chuẩn bị đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 20, nhiệm kỳ 2015-2020. Trong hai ngày 14 và 15 tháng 10, Ban Quản lý Dự án Phát triển Nông thôn Bền vững vì người nghèo đã tổ chức thành công hội thảo báo cáo kết quả kế hoạch hành động phát triển các chuỗi giá trị cấp tỉnh. Sau thời gian khảo sát và tìm hiểu địa hình, từng địa bàn cụ thể của các xã thuộc vùng mục tiêu, dự án đã cơ bản xác định được 8 ngành hàng tiềm năng cấp tỉnh và một số ngành hàng đặc thù của địa phương. Vì vậy, tại hội thảo, đại diện các nhóm thực hiện dự án đã trình bày báo cáo kết quả xây dựng kế hoạch hành động phát triển 8 chuỗi giá trị cấp tỉnh, gồm ngô, lúa, lạc, keo, bò, gà, mật ong và mây tre đan. Đồng thời, hội thảo đã nghe ý kiến của đại diện các xã thuộc vùng mục tiêu dự án và cán bộ chuyên môn đóng góp để hoàn thiện bản báo cáo kế hoạch. Theo đó, bổ sung thêm các nông cụ, phương tiện cần thiết cho các địa phương trong quá trình triển khai dự án, hỗ trợ trong việc chuyển đổi từ rừng nghèo kiệt sang rừng kinh tế, xây dựng các vườn ươm cho cây keo để nâng cao chất lượng quản lý cây giống. Đối với chuỗi giá trị chăn nuôi thì phát triển theo hướng nuôi gà đồi, tập huấn thêm về kỹ thuật nuôi ong để đảm bảo việc xây dựng thương hiệu mật ong của tỉnh. Những ý kiến tại hội thảo sẽ là cơ sở để hoàn thiện bản xây dựng kế hoạch trình lên Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt. Chương trình thời sự tối nay sẽ được tiếp nối với những thông tin trên các lĩnh vực đáng quan tâm khác. Đoàn Kinh tế Quốc phòng 79 hỗ trợ bò giống cho đồng bào dân tộc ở huyện Lệ Thủy. Trường Trung cấp Y tế Quảng Bình chủ trọng nâng cao chất lượng dạy và học. Tại xã Ngân Thủy, huyện Lệ Thủy, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 79 thuộc binh đoàn 15 đã tổ chức giao bò giống thuộc mô hình hỗ trợ dân phát triển sản xuất cho đồng bào dân tộc Vân Kiều, huyện Lệ Thủy. Theo đề án đã phê duyệt, thì số lượng bò giống sẽ được hỗ trợ cho người dân ở ba xã miền núi Kim Thủy, Ngân Thủy và Lâm Thủy là 300 con. Đợt 1, đoàn sẽ tiến hành bàn giao 50 con với tổng mức đầu tư hơn 1,4 tỷ đồng cho 40 hộ gia đình ở ba xã và đội sản xuất số 7 tại làng Ho. Hai bên đã cam kết khi bò giống được hộ gia đình nuôi đẻ lứa đầu tiên, gia đình tiếp tục nuôi sau 8 tháng tuổi và sẽ bàn giao cho Đoàn Kinh tế Quốc phòng 79. Sau đó, bò mẹ thuộc quyền sở hữu của hộ gia đình. Số B mà đoàn thu lại sẽ tiếp tục giao cho các hộ nghèo khác nuôi. Và trong quá trình nuôi, đoàn sẽ phối hợp với lãnh đạo địa phương để hướng dẫn kỹ thuật, chỉ đạo kiểm tra việc nuôi bò giống đạt kết quả cao, góp phần xóa đói giảm nghèo cho các xã miền núi dẻo cao của huyện Lệ Thủy. Vừa qua, công ty cổ phần chứng nhận Closer tại Đà Nẵng đã cấp giấy chứng nhận rau an toàn theo hướng Việt Gáp cho các sản phẩm của tổ hợp tác rau an toàn ở thôn Cửa Phú, xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới. Năm mô hình của tổ hợp tác đã được cấp giấy chứng nhận rau an toàn theo hướng Việt Gáp, đó là cà chua, hành lá, đậu cô ve, mập đắng, mập thơm. Hiện tại, mô hình tổ hợp tác rau an toàn ở thôn Cửa Phú có diện tích 2 ha, trồng trên 12 loại rau màu, rau gia vị. Thời gian qua, các sản phẩm rau màu của tổ hợp tác đã tạo được uy tín trên thị trường. Hiện nay, tổ hợp tác sẽ tiếp tục canh tác, áp dụng các biện pháp kỹ thuật để tiếp tục được cấp giấy chứng nhận Việt Gáp cho các sản phẩm khác. Xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch có địa hình phức tạp, đời sống người dân còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo trong xã còn cao, nên trong quá trình thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới còn gặp nhiều khó khăn. Đến nay, xã mới chỉ thực hiện được 9 trên 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, trong đó giao thông và trường học là hai tiêu chí khó thực hiện nhất đối với xã Hưng Trạch.
địa hình phức tạp bởi trên 60% diện tích là đồi núi, vùng đồng bằng nhỏ hẹp lại bị chia cắt bởi rừng đồi, khiến Hương Trạch gặp khó khăn trong xây dựng đường giao thông nông thôn, đặc biệt là ở thôn Bồng Lai 1 và Bồng Lai 2. Hiện tại xã chỉ mới bê tông cứng hóa được 4,7 trên 51 km đường giao thông nông thôn. Bên cạnh tiêu chí đường giao thông nông thôn, trường học cũng là một tiêu chí khó thực hiện đối với xã Hương Trạch. Hiện tại trên địa bàn xã có 8 trường học và 12 điểm trường, nhưng tất cả đều xuống cấp nghiêm trọng. Hệ thống phòng chức năng còn thiếu, chưa được đầu tư xây dựng đồng bộ. Trong đó, điểm trường mầm non Hương Bình đang thiếu địa điểm học, phải mượn nhà văn hóa thôn để giảng dạy. Khó khăn hiện nay của xã Hương Trạch là thiếu nguồn vốn để thực hiện các tiêu chí. Do đó, chính quyền địa phương rất cần sự quan tâm của các cấp các ngành để thực hiện thành công chương trình xây dựng nông thôn mới. Cũng trên lĩnh vực xây dựng nông thôn mới thì trong 19 tiêu chí của chương trình xây dựng nông thôn mới về tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa lại là một trong những tiêu chí khó đạt nhất của các địa phương trong tỉnh. Đến thời điểm này, Quảng Bình chỉ có 12,5% tổng số xã xây dựng nông thôn mới hoàn thành được tiêu chí này. Sau gần 4 năm triển khai xây dựng nông thôn mới, Quảng Bình mới chỉ có 17 trên 136 xã hoàn thành tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa. Đối với 4 xã dự kiến hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới vào cuối tháng 10 năm 2014 là xã Đức Ninh, xã Bảo Ninh, xã Thuận Đức và xã Hải Trạch vẫn chưa hoàn thành được tiêu chí này. Riêng trong 9 tháng của năm 2014, Quảng Bình đã đầu tư xây mới và tu sửa được 44 công trình cơ sở vật chất văn hóa, trong đó có 10 nhà văn hóa xã, 23 nhà văn hóa thôn. Theo các địa phương, khó khăn gặp phải khi thực hiện tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa đó là nguồn kinh phí. Trong khi nguồn lực thực hiện chương trình còn hạn hẹp, ngân sách của các xã trong những năm gần đây vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu về vốn để thực hiện các công trình cơ sở vật chất văn hóa. Việc huy động nguồn vốn xã hội hóa và nguồn tín dụng để thực hiện tiêu chí này vẫn chưa được phát huy. Thưa quý vị và các bạn, là nơi đào tạo nguồn nhân lực về y tế cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh, thời gian qua, Trường Trung cấp Y tế Quảng Bình đã đặc biệt chú trọng công tác nâng cao chất lượng đào tạo, cải tiến phương thức giảng dạy, đồng thời quan tâm đúng mức đến công tác rèn luyện phẩm chất đạo đức, y đức cho học sinh, nhằm xứng đáng là một trong những địa chỉ tin cậy về giáo dục trung cấp chuyên nghiệp của tỉnh Quảng Bình. Trường Trung cấp Y tế Quảng Bình hiện có 4 phòng, gồm phòng đào tạo, quản lý học sinh, tổ chức hành chính, phòng khảo thí kiểm định chất lượng và có 3 khoa là khoa y, khoa dược, y học cổ truyền và khoa cơ bản. Với chức năng nhiệm vụ được giao là đào tạo bồi dưỡng cán bộ trung sơ cấp y tế của tỉnh và tham gia các hoạt động bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân theo quy định hiện hành của nhà nước. Trong những năm gần đây, Trường Trung cấp Y tế Quảng Bình luôn tập trung đẩy mạnh chất lượng trong dạy và học cũng như trong công tác tuyển sinh. Nhờ vậy, số học sinh trúng tuyển tại trường năm sau chất lượng luôn cao hơn năm trước. Ngoài hệ đào tạo chính quy, nhà trường cũng tổ chức các hệ đào tạo chuyển tiếp và đào tạo nghề, trong đó để giúp học sinh và học viên cập nhật tiếp cận tất cả các nội dung chương trình đào tạo. Trường đã công khai đầy đủ và minh bạch tất cả mọi hoạt động đào tạo trên trang web để mọi người có thể truy cập tìm hiểu. Trong quá trình giảng dạy, đội ngũ giáo viên Trường Trung cấp Y tế Quảng Bình luôn không ngừng đổi mới phương pháp, linh hoạt giữa dạy lý thuyết và hướng dẫn thực hành. Vì vậy, chất lượng đào tạo được nâng cao, tạo nên sự tin cậy đối với các em học sinh khi chọn trường trung cấp y để học tập. Khi đang còn là một học sinh trung học phổ thông thì em đã có ước mơ là sau này sẽ trở thành một cô y sĩ. Và khi đó thì gia đình cũng đã định hướng cho em tới một ngôi trường ở trong địa bàn, đó là Trường Trung cấp Y tế Quảng Bình. Khi bước chân vào ngôi trường mới này thì em cảm thấy rất bỡ ngỡ và có nhiều điều mới lạ. Nhưng với mọi thứ xung quanh mình thì em cảm thấy rất thoải mái khi học ở đây. Và em hy vọng rằng ở tại một ngôi trường này thì sẽ tạo cho em được cơ hội lớn trong tương lai. Để đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập của giáo viên và học sinh, hiện nay, ngoài khu hiệu bộ với các phòng làm việc của lãnh đạo nhà trường và các khoa phòng, Trường Trung cấp Y tế Quảng Bình có 11 phòng học lý thuyết, 11 phòng học thực hành, phòng y tế học đường. Kho hóa chất được trang bị đầy đủ mô hình dụng cụ, vật tư, hóa chất phục vụ cho việc thực hành y và dược. Ngoài ra, trường còn có một phòng đa chức năng đảm bảo cho công tác giảng dạy các bộ môn giáo dục quốc phòng, giáo dục thể chất và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Ngoài chủ trọng đến đào tạo bồi dưỡng kiến thức về y dược để các học sinh sau khi ra trường có thể tự tin hành nghề, trở thành những cán bộ y tế vững về chuyên môn và tay nghề, Trường Trung cấp Y tế Quảng Bình cũng rất quan tâm đến nhiệm vụ rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, y đức đối với học sinh. Ở phòng quản lý học sinh thì làm rất là nghiêm minh, những học sinh nào mà làm tốt và có cái ý thức học tập và rèn luyện tốt thì nhà trường đều là
thực hiện khen thưởng kịp thời. Bên cạnh đó, những học sinh nào mà nhắc nhở một đến hai lần không thực hiện thì nhà trường kiên quyết xử lý một cách là nghiêm minh. Và chính điều đó cũng tạo cho là nhà trường đi vào một quy củ. Năm học mới 2014-2015 này, trường Trung cấp Y tế Quảng Bình có kế hoạch tuyển sinh 405 học sinh vào các khoa của nhà trường. Đến thời điểm này, công tác tuyển sinh đã được nhà trường thực hiện được 84% và dự kiến sẽ kết thúc tuyển sinh năm học 2014-2015 vào tháng 12 năm 2014. Cùng với đó, nhà trường cũng đã có kế hoạch cụ thể nhằm xây dựng trường ngày càng lớn mạnh và uy tín chất lượng hơn. Nhà trường đã chuẩn bị khá chú đáo về mọi mặt để triển khai cái cho năm học mới. Cụ thể đến thời điểm bây giờ thì nhà trường đã đạt 100% chuẩn của giáo viên, trong đó có 28% là đạt trên chuẩn và sẽ đạt con số này 40% vào cuối năm 2015. Về cả cái vấn đề mà phục vụ cho người học thì nhà trường đã ngày càng hoàn thiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị dụng cụ dạy học đảm bảo là hiện đại, tiên tiến và đạt chuẩn để cho người học tiếp cận được ngay cả cái thiết bị hiện đại tại nhà trường, để khi các em ra thực tập ở các bệnh viện trong tỉnh thì các em tiếp cận được ngay trong những cái ngày đầu mà khi tiếp xúc với bệnh nhân. Việc thứ ba là thì nhà trường đang thực hiện về vấn đề là đổi mới căn bản toàn diện theo cái nghị quyết Trung ương 8, đó là những cái chỉ tiêu lớn của nhà trường và định hướng những cái đó là nằm trong lộ trình để phát triển trường cao đẳng lên năm 2015. Tuy chưa phải là trung tâm đào tạo có bề dày truyền thống, nhưng trường Trung cấp Y tế Quảng Bình đang ngày càng khẳng định vị thế của mình trên tất cả mọi mặt, xứng đáng là một trong những địa chỉ đào tạo tốt trong hệ thống các trường trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Với thành tích 3 năm liền đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, vinh dự được đón nhận cờ thi đua xuất sắc, bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình, bằng khen của Bộ Y tế và đặc biệt là bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2013 vừa qua, chính là nguồn động viên, là sự cổ vũ mạnh mẽ để tập thể sư phạm nhà trường phấn đấu nhiều hơn nữa trong thời gian tiếp theo, để xứng đáng hơn với sự kỳ vọng của học sinh và các bậc phụ huynh. Quý vị và các bạn vừa xem xong chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Sau đây là thông tin về dự báo thời tiết và bản tin thể thao. Dự báo thời tiết Quảng Bình đêm 15 ngày 16 tháng 10. Khu vực miền núi trời nhiều mây có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió tây bắc cấp 2, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ. Khu vực đồng bằng ven biển trời nhiều mây có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió tây bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 27 độ. Khu vực thành phố Đồng Hới trời nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông, gió tây bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 27 độ. Dự báo thời tiết biển có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông bắc cấp 4 cấp 5, biển bình thường, sóng biển cao từ 1 đến 1,5 m. Dự báo thời tiết đêm 16 ngày 17 tháng 10, trời nhiều mây có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió tây bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ.